Khán giả rất mới của sân khấu kịch truyền thống. Hôm nay thì nói thì có vẻ hơi xấu hổ nhưng mà là lần đầu tiên mà mình đến xem một vở kịch trực tiếp tại rạp hát thế này. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà ngồi ở trên và chứng kiến ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà bác giám đốc, bác ấy ra và gửi những lời chào thôi là mình đã cảm thấy rất xúc động rồi. Đến với sân khấu Lệ Ngọc thì cái đầu tiên ấn tượng đấy là về sảnh trưng bày rất là nhiều ảnh. Em để ý là ở đây kèm theo rất là nhiều những cái lời gọi là cảm ơn gửi gắm đến những người bác sĩ. Rất là vinh dự khi mà được theo dõi cái vở kịch Cuộc Chiến Covid của sân khấu Lệ Ngọc. Đây là lần đầu tiên em đi xem một vở kịch luôn ạ, ngồi xem ấy. Cảm xúc của em cũng rất là xúc động khi mà có những cảnh quay gia đình có người mất mà không được về ấy ạ. Cái cảm nhận đầu tiên khi bước vào cái sảnh này là các bạn mặc áo màu xanh đúng như thực tế ở ngoài các bệnh viện. Thương ghế bà bác sĩ Tú Anh, cảm thấy tấm lòng nó cởi mở ra và nó mở cái lòng ra. Có đoạn cô còn khóc. Em rất nhớ hình ảnh hai bà cụ rất là vui tính và hồn nhiên như những đứa trẻ luôn, nhưng mà thật sự những con người già rất là yêu nước và yêu đồng bào dân tộc mình. Đối với em thì em rất là ấn tượng với cái cảnh của chị Trà My. Chị đã rất là cố gắng để xin bố của mình để tham gia hỗ trợ mọi người chống dịch. Và em nghĩ rằng là đấy là một cái tấm gương mà bọn em cần phải học hỏi, và bọn em cũng cần phải có một cái tinh thần như chị ấy để giúp đỡ một phần nào đấy đồng bào của mình ạ. Còn em thì ấn tượng nhất là cái cảnh mà Thủ tướng Đức đi công tác về xong rồi không chịu ăn uống, cái hẳn hoi tử tế xong rồi để làm việc luôn ấy, kiểu mà tâm huyết với công việc nhiệt tình, xong rồi người con gái Trà My phải mang đồ ăn vào. Đây là lần đầu tiên mà em xem được một vở kịch mà có kết hợp giữa màn LED 3D cộng với là vở kịch, thì em cảm thấy âm thanh rất là sống động, cảm giác rất là chân thực, bởi vì một phần âm thanh cộng thêm là diễn viên diễn, các bạn diễn rất là tốt, đã lấy được rất là nhiều nước mắt của em trong vở kịch này. Qua thông tin báo đài và các thông tin phương tiện truyền thông, mạng xã hội thì cũng có biết về cái phòng chống dịch, cũng biết về vất vả. Hôm nay là tái hiện lại được những cái điều đó, thì nêu cao được cái tinh thần đoàn kết của dân tộc và cái ý chí kiên cường trong cái công cuộc phòng chống Covid, cũng đã nêu cao được những cái tinh thần là chống tham nhũng, chống tiêu cực. Rất là ý nghĩa, những cái câu chuyện rất là thực tế ấy. Tại vì có những cái góc khuất ở trong bệnh viện và những cái người mà trực tiếp bị mắc bệnh ấy, thì mình không ở trong câu chuyện người ta, mình không thể nào mình hiểu rõ được ấy, thì ở trong vở kịch đã tái hiện rất là rõ. Qua cái buổi xem này thì em nhận ra được rất là nhiều câu chuyện về Covid-19, nhất là tình cảm đồng bào của chúng ta trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những người trên tuyến đầu chống dịch. Còn em thì thấy được sự ấn tượng của tất cả diễn viên ạ. Với lại có mọi người trong số những mọi người đã cùng nhau chung tay góp sức chống dịch Covid thì vẫn có những thành phần kiểu tham ô tham nhũng ấy. Tất cả chúng ta đã có một cái góc nhìn khác về những cái câu chuyện thường ngày mà chúng ta đọc ở trên báo. Mình nghĩ rằng là tất cả những khán giả của tối nay thì đều được sống lại những cái khoảnh khắc vô cùng tự hào nhưng cũng đầy cam go. Đây là một cái vở kịch mà để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất từ trước đến nay, rất là nhân văn, bởi vì là nó đề cao được những cái tinh thần của y bác sĩ. Và đây cũng là một trong những cái mà em cảm thấy rất là biết ơn trong cái cuộc chiến này. Thì đã cảm nhận được những cái gì mà bác sĩ đã hy sinh, các y bác sĩ trong ngành y và rất nhiều các bộ phận liên quan đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Và hơn nữa, nó làm sinh động hơn trong cái việc mà phòng chống dịch Covid. Cô rất cảm động trong cái vở kịch hôm nay, rất tự hào mà rất yêu nước Việt Nam và rất yêu người Việt Nam, rất yêu tất cả các cái đồng bào người Việt Nam, kể cả những các đồng bào ở các xa nước ngoài nữa. Với cái ngày hôm nay thì cái góc nhìn về cái con phố Trúc Bạch với cái sự căng thẳng đó đã được biến tấu đi rất nhiều, khiến cho người xem có thật nhiều tràng cười với sự xuất hiện của hai bà cụ mà mình nghĩ rằng là vô cùng ấn tượng của những người xem. Với những khán giả của buổi tối ngày hôm nay thì mình tin rằng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng tự hào khi được trở thành những công dân của Việt Nam.
và vô cùng cảm phục tấm lòng cũng như sự hy sinh vất vả của những y bác sĩ, những chiến sĩ ở nơi đầu tuyến đầu chống dịch đã chịu quá nhiều những hy sinh để có thể căng mình chống dịch và chiến thắng dịch Covid-19 trong những giai đoạn đã qua của đất nước Việt Nam. Con rất tự hào về người Việt Nam chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh để có thể được hòa bình như ngày hôm nay ạ. Thì một lần nữa xin chúc sân khấu Lệ Ngọc sẽ gặt hái được nhiều thành công và nhiều vở kịch hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa. Em chúc sân khấu luôn luôn phát triển ạ, phát triển hơn nữa, nhiều vở diễn hơn nữa và em sẽ luôn ủng hộ sân khấu mình ạ. Và em cảm thấy rất là tự hào khi em là người Việt Nam, em sinh ra Việt Nam và em sống tại Việt Nam. Đến cuối vở kịch thì tinh thần lạc quan, tinh thần tích cực trong mùa dịch Covid-19 đã được những nghệ sĩ, những diễn viên của sân khấu kịch Lệ Ngọc truyền tới tất cả khán giả, tất cả những người xem. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những diễn viên của sân khấu kịch Lệ Ngọc.